Thưa quý vị, tại tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức phát động chương trình Tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai dành cho khối học sinh trung học cơ sở và ra mắt ứng dụng hướng nghiệp Lead with Love. Đây là hoạt động đầu tiên của chuỗi sự kiện Tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai được Trung ương Đoàn tổ chức trên toàn quốc từ nay đến tháng 5 năm 2023. Tại chương trình, Hội đồng đội Trung ương và đơn vị đồng hành chính thức cho ra mắt ứng dụng hướng nghiệp This with Love, một ứng dụng dành cho các em học sinh bậc trung học cơ sở với các bài trắc nghiệm để tìm hiểu về sở thích của bản thân, các ngành học phù hợp với sở thích, sở trường. Ứng dụng này cũng tư vấn, định hướng cho các em về nghề nghiệp, kỹ năng cần có, giá trị tạo ra cho xã hội. Điều đặc biệt của ứng dụng là kết nối được sự tham gia, phối hợp của Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, rèn luyện, chăm lo, hỗ trợ các em để tìm hiểu ngành nghề phù hợp, đăng ký lộ trình định hướng kỹ năng với các ngành nghề đã chọn. Tại chương trình, 50 suất học bổng, quà tặng cũng đã được trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.